Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình trả lời các câu hỏi của Shop Công nghệ TND. Như các bạn đã biết thì hôm qua lần đầu tiên anh em mình ra cái bản tin new của TND, có nghĩa là cập nhật tin tức hot nhất hàng ngày từ công nghệ thông tin đến đời sống. Nhưng mà anh em mình nhận được rất là nhiều cái trái chiều. Thưa các bạn, là anh em mình cũng là giống như các bạn thôi, là những người hoàn toàn bình thường. Và ở đây thì chúng mình muốn mang đến những cái tin tức cập nhật mới nhất để cho các bạn biết cập nhật về tình hình thế giới cũng như tình hình công nghệ thông tin, đời sống của Việt Nam. Thì mong các bạn ủng hộ. Còn nếu mà anh em mình làm cái gì chưa chuẩn thì anh em cứ góp ý bên dưới, chúng mình sẽ lắng nghe. Chứ còn nhiều bạn hôm qua dùng nhiều từ khó nghe mà anh em phải nghĩ rất là nhiều. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là số thứ 66 của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Đạt. Vâng, quay lại với số hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Đạt. Chào anh, cho em hỏi giờ em mua HP ProBook 450G2 dùng văn phòng và chơi game online có ổn không ạ? Cảm ơn anh. Em ơi, dòng 450G2, bản thân anh đã từng test con máy này, dùng khá ổn em ơi, dòng ProBook khá ngon. Chú với em thì con này cố gắng lâng cái ổ cứng SD vào, dùng cho nó sướng em ạ. Còn game online thì nó chỉ chơi được các tựa game trung bình như là Liên Minh Huyền Thoại và những cái game mà đòi hỏi ở mức 2D thôi thì nó chơi sẽ là tốt. Còn nếu mà các game chuyên nghiệp thì chiếc máy của em nó chưa được trang bị cảm hình rời, chính vì thế nó sẽ không chơi, nó không sướng, không ổn em ạ. Còn em dùng văn phòng chơi game online hoàn toàn ok em nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn Tuấn Phạm. Anh cho hỏi em có 18 triệu mua được laptop nào, học lập trình ưu tiên màn hình pin nhẹ ạ, em hay di chuyển em cần hơn ạ. Nếu mà dân lập trình thì từ trước đến giờ thì anh vẫn khuyên anh em nên dùng cái dòng ThinkPad. Thứ nhất là lập trình chúng ta gõ phím rất là nhiều và đôi khi làm việc đêm. Chính vì thế ThinkPad nó là sự lựa chọn số 1, kể cả hiệu năng hoạt động thực tế của nó rất tốt. Ví dụ chiếc máy của em thì theo anh thì lên mua con T570. T570 của ThinkPad thì giá dao động trên thị trường từ khoảng 16 đến 20 triệu tùy cấu hình. Thì em chú ý nên chọn RAM 8GB và có ổ cứng SSD là tốt nhất. Ngoài ra thì em có thể chọn các dòng máy khác, ví dụ như của HP, của Dell thì đều được. Ví dụ Dell trong tầm tiền của em thì anh thấy có con 7560 cũng khá ổn, trong lượng máy là 1.8, thời lượng pin cũng ok đấy. Ví dụ như chiếc máy là i5 này, RAM 8GB SSD 128 cộng thêm ổ 500 cả màn hình rời để hỗ trợ em làm đồ họa cũng như chơi game thì giá nó khoảng 16 triệu rưỡi, anh thấy chiếc máy này cũng khá là hợp lý. Ngoài ra thì trong cái tầm khoảng hơn 19 triệu một chút thì em chọn con FSI. Thì là FSI thì anh thấy khá phù hợp với em, con này thì nó được đánh giá phân khúc gaming nhá. Chip của nó đó là i5 8300H cộng thêm GTX 1050 với dung lượng 4GB màn hình Full HD và con này còn có cả màn hình tràn viền. Nó sẽ có giá khoảng 19.900.000, anh thấy con này khá ok. Và tiếp tục với câu thứ 3 của bà Nguyễn. Anh ơi, anh có thể review về dòng HP ProBook 440G6 được không ạ? Em ơi, chiếc máy này thì khi nào có máy ở tận tay thì anh sẽ review cho em. Bản thân anh cũng rất là thích cái dòng ProBook. Anh thì hôm trước anh mới có con 440G5 thì anh mới review đấy. Chuẩn bị nếu mà con G6 thì anh sẽ review em trong một cái video lần sau. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Nguyễn. Anh cho em hỏi máy em là Dell G7 i5 8300H, GTX 1060 Mach-Q, mà em chơi PUBG Mobile nó cứ bị drop FPS là sao ạ? Em ơi, với cái cấu hình con G7 mà i5 8300H cộng với GTX 1060 thì rất ngon để em chơi PUBG. Mà ở đây Mobile thì nó là cái bản quá là bình thường luôn rồi em. Trong khi đó cái bản Mobile thì nó chỉ yêu cầu những chiếc máy từ 10 đến 15 triệu đã chơi rất là ngon rồi. Em hoàn toàn có thể chơi PC được. Ở đây thì thứ nhất em kiểm tra đường truyền mạng cho em, đường truyền mạng cho anh. Thứ hai nữa là cài các bản driver xem chuẩn chưa. Và thứ ba nữa là nhắc em là chơi game thì lên cắm sạc của em nhé. Chỉ sợ là em không cắm sạc thôi. Còn anh khẳng định với em với cấu hình máy của em chơi bản PUBG và bản PC chơi rất ngon, còn bản Mobile rất là nhẹ nên em kiểm tra lại những thông tin mà anh vừa nói. Câu hỏi thứ 5 của bạn Tiến Nguyễn Quốc. Em đang học thời trang, cần một máy làm thiết kế, Photoshop và dựng phim và chất lượng video cao. Em đang thích MacBook và 13 inch có TouchPad 2018. Anh thấy có thích hợp không ạ? Và anh có thể tư vấn cho em tầm giá 40 triệu hay không? Anh nghĩ nếu mà trong trường hợp em dùng để dựng phim chuyên nghiệp thì chiếc MacBook 13 inch anh chắc chắn với em là nó sẽ không phù hợp. Thứ nhất là dòng 13 inch nó được trang bị chip U. Thứ hai là không trang bị cảm hình rời. Và thứ ba, dân dựng phim chuyên nghiệp họ không dùng MacBook, mà họ dùng những chiếc máy mà cái hệ điều hành Mac vẫn có thể dùng được thì thường. Như ví dụ anh đang dùng là anh dùng con iMac cấu hình rất là cao, hoặc là em dùng con iMac Pro. MacBook 13 inch thì anh nói luôn nó sẽ không phù hợp với em, mà chiếc 13 inch thì nó chỉ phù hợp với những người mà làm những cái đoạn phim ngắn, độ phân giải chẳng hạn như Full HD, và thực tế chỉ dùng để lập trình cũng như những cái công việc đơn giản thôi. Còn nếu mà để dựng phim ở độ phân giải cao thì anh nghĩ nó sẽ không phù hợp với em, thì em cân nhắc trước khi em mua. Câu hỏi thứ 6 của bạn Cuộc Sống. Anh cho em hỏi là chiếc Acer Swift 3 SF315 hay là Asus S530 UA, em cần laptop mỏng nhẹ đẹp pin trâu
dùng bền trong vòng 4 năm đại học. Ngành công nghệ thông tin, nâng cấp SD và RAM, khả năng tản nhiệt tốt và có độ flex của hai máy này như thế nào ạ? Anh nghĩ là trong hai phân khúc máy này thì không chênh nhau quá nhiều. Cả hai chiếc máy thì đều thuộc cái phân khúc máy Mizilis hạng trung. Ở đây thì nếu mà chất lượng của Acer thì anh nghĩ cũng được, nhưng mà anh không thích cái led hoàn thiện của Acer cho lắm. Có nghĩa là họ ban đầu dùng thì khá là đẹp và dùng trong khoảng một vài năm thì có vẻ xuống cấp hơi nhanh. Còn với phiên bản Asus S530UA thì anh cũng đã từng trải nghiệm review, anh thấy chiếc máy này cũng khá là chắc chắn, vỏ nhôm. Nếu như để so sánh thì anh sẽ chọn chiếc Asus hơn. Còn Acer thì nếu mà kiểu dáng của hai chiếc máy này anh nghĩ nó cũng tương đương nhau thôi. Nhưng nếu cho anh lựa chọn thì anh chọn con Asus S530, bởi bản thân anh cũng đã đánh giá con này rồi, anh thấy nó cũng khá là chắc chắn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Simon K. Em có 13 triệu và muốn mua một chiếc laptop mới có thể dùng được để học tập, thỉnh thoảng chơi game giải trí như LOL, PUBG Mobile, mong anh tư vấn ạ. Tầm 13 triệu thì hơi khoai, bởi vì em sẽ không mua được một chiếc máy cấu hình cao. Em nhìn ngắn một chút, khoảng tầm 14 triệu thì em có thể mua chiếc Dell 5570 Inspiron. Chiếc máy này có thể chơi game, các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại hoặc PUBG Mobile, hoàn toàn có thể chơi tốt. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số mẫu máy của HP cũng như Asus. Nếu mà HP thì nó sẽ có con Pavilion Viền Tràn mà anh giới thiệu thì nó nhỉnh hơn 15 triệu một chút. Con này được trang bị i5 đời 8 và RAM 4GB cộng thêm cả màn hình rời, nó là MX450, anh thấy dùng khá ổn. Và có cái màn hình Infinity tràn viền rất đẹp trong khoảng 15.800. Thì em cố một chút em mua con này thì ngon. Chứ 13 triệu thì hơi gian dở, mua máy thì 13 triệu không mua được con này ở i5 luôn. Em phải nhỉnh đến tầm 14 triệu đổ lên mua máy mới được em ạ. Còn mua i3 thì anh nghĩ là nó không hợp lý, bởi vì i3 thì nó hơi yếu em ạ. Câu hỏi thứ 8 của bạn Thảo Nguyễn Lê Phương. Anh ơi cho em hỏi nhu cầu của em là dùng văn phòng, Photoshop, AI, thỉnh thoảng cắt ghép video và giá dưới tầm 25 triệu thì có nên mua MacBook không ạ? Nếu mua thì mua được máy nào thì phù hợp ạ? Trong tầm khoảng 25 triệu thì em hoàn toàn có thể chọn mua một chiếc MacBook Pro, sử dụng các công việc của em nó rất là đơn giản. Nhưng mà chú ý một chút, tầm 25 triệu thì mua MacBook Pro, nếu em mua dòng mới, anh cho là dòng 2016 đi, cũng có giá khoảng 25 triệu, đó là phiên bản như là MLL42. Con này thì lâu tút 3 em nhé. Ngoài ra thì em có thể chọn phiên bản 2017 ổ 128 thì nó có giá khoảng 25 đến 26 triệu tùy vào cái hình thức máy trên thị trường. Thì nó sẽ trang bị i5 2.3 RAM 8GB và ổ 128 màn hình Retina. Nhưng mà cái cấu hình này thì nó chỉ vừa đủ dùng với công việc đơn giản thôi. Còn nếu mà tầm 25 triệu sử dụng máy laptop ấy mà máy chạy Win thì cấu hình rất cao. Em có thể mua một chiếc máy doanh nhân cũng được này. Có thể mua một chiếc máy đồ họa chuyên nghiệp cũng được và gaming cũng là ok. Thì em cân nhắc trước khi là mua MacBook hay là mua các dòng laptop chạy Win. MacBook thì được cái là nó tối ưu hóa về cái hệ điều hành rất tốt và nhận diện thương hiệu rất là tốt. Nó ra ngoài thì chiếc MacBook nó rất là sang chảnh. Thì em chú ý nhé em nhé. Câu hỏi thứ 9 của bạn 33. Chào anh, em học xây dựng. Anh tư vấn cho em một con máy từ 25 đến 35 triệu, cả cũ và mới ạ. Em 25 đến 30 triệu thì em sẽ mua được, nếu con ThinkPad thì sẽ có con P50. Đây là một chiếc máy mà anh đánh giá là số 1 về cái hiệu năng cũng như bàn phím, khả năng tản nhiệt. Thì chiếc máy này sẽ dao động từ giá từ khoảng 23 đến 35 triệu tùy cấu hình, từ i7 Xeon và thậm chí là có cả màn 4K. Cả màn hình của nó sử dụng đó là Quadro là M1000 và M2000. Ngoài ra thì em sẽ có ZBook G3, nó còn ZBook 15G3. Và thêm một mẫu máy nữa đó là Prezision 7510. Đây là những chiếc ba chiếc mẫu máy mà đáng chọn nhất trong cái phân khúc tầm tiền của em. Ngoài cái phân khúc tầm tiền đó thì em hoàn toàn có thể mua các dòng máy gaming. Gaming ở đây thì được trang bị cấu hình rất cao. Ví dụ như trong tầm tiền của em có thể mua Dell G5 hoặc Dell G7 được trang bị chip đời 8. Và các màn hình của nó sử dụng dòng ví dụ như là GTX 1050 và 1050 Ti và 1060. Hai chiếc máy này thì nó có đồ họa và game và cấu hình mới nó rất là cao, nhưng mà cái tiêu chuẩn về độ bền thì sẽ không bằng các dòng máy chạm. Ngoài ra thì có các phân khúc máy của MSI, Asus nha em nhé, chú ý để em lựa chọn. Câu hỏi thứ 10 của bạn Thanh Nga Trần. Anh cho em hỏi Dell G7 hỗ trợ ép zoom lên tới 100Hz và em chỉ mới ép đến 75Hz thì có bị làm sao không ạ? Có thể dùng lâu dài hay là chỉ ép zoom vài lần thôi ạ? Anh nghĩ là đơn giản như thế này. Thứ nhất là những chiếc máy mà nó thiết kế ra như nào ấy, theo như anh thì cũng dùng lên dùng là như thế thôi. Mặc dù là cái chế độ để ép cho phép, nhưng mà từ 75 hay lên 100Hz đi chăng nữa, bình thường cái mắt chúng ta thì cũng không thể nhận biết quá nhiều. Còn nếu mà thực ra nếu mà nhà sản xuất đã cho ép thì anh nghĩ nó cũng không làm sao đâu. Nhưng mà thứ nhất là những cái gì đó mà mình kiểu thường xuyên mà cho nó chạy quá công suất thì anh nghĩ nó cũng là không tốt. Còn thực ra 75Hz hay là 100Hz anh thấy nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, thì tùy em ạ. Câu hỏi thứ 11 của bạn Minh Nguyễn. Em là sinh viên học công nghệ thông tin, em đang có 17 triệu, cần mua con laptop cũ Acer Aspire 4758 i5 4300M, RAM
4GB và ổ SD 128. Liệu em nên mua PC tiền thừa nâng cấp RAM cho laptop cũ hay là sắm hẳn một con laptop mới ạ? Ở đây hình như theo em hiểu thì em bảo là em đang có một Acer 4758 mà chạy trên i5 đời đầu, đó là 430. Không biết ý có thể là em bảo là muốn bán chiếc máy này đi và đổi lên một chiếc máy mới thì phải. Thì theo anh hiểu là như vậy. Với tầm khoảng 17 triệu thì em sẽ chọn được con Dell Gaming 5577 là ngon nhất. Máy được trang bị đó là i5-7300HQ, RAM 8GB 1T và GTX Serie 10, đó là 1050 với dung lượng 4GB. Màn hình Full HD IPS như cửa hàng anh đang bán 18 triệu 5. Còn ví dụ như con Acer kia của em mà máy mà anh nói luôn chạy ngon lành đến cửa hàng anh test thì nó sẽ có giá trị nó khoảng 2 triệu em ạ, không nhiều. Còn ổ SD em lâng vào cho máy của em thì nó sẽ giúp em tăng tốc dữ liệu cho chiếc máy của em. Còn thực ra thì với đời i5 đời 2010 lâng cấp SD và thêm RAM thì nó chỉ giúp cái máy của em khởi động ứng dụng nhanh hơn, vào được nhiều trình duyệt cũng như nhiều phần mềm cùng một lúc thôi. Còn ngoài ra xử lý đồ họa thì không ăn thua. Còn đây là câu chuyện em bỏ ra tiền để em build PC. PC thì em khẳng định là nếu như cùng tầm tiền với laptop thì PC nó sẽ khỏe hơn khoảng 15-20% nhiều năm. Nhưng cái nhược điểm của PC đó là làm việc chết một chỗ, em không có thể di chuyển đi lại được. Còn đối với những người mà cơ động, chẳng hạn em đi học, đi làm thì có chiếc laptop thì nó cơ động hơn nhiều. Thứ nhất là em có thể mang đi mang lại vứt ở đâu cũng được, và cắm một cái sạc vào thì nó rất là đơn giản. Thì trước khi em mua sản phẩm gì thì em sẽ phải cân nhắc đó là cái việc em sử dụng hàng ngày nó cho công việc gì, thì lúc đó em đưa ra cái sự lựa chọn thì nó mới chính xác em ạ. Câu hỏi thứ 12 của bạn Thành Nguyễn. Anh tư vấn cho em một chiếc laptop dưới 30 triệu của nhôm hoặc hợp kim, màn hình tràn viền đẹp, chip i7, dùng tốt các tác vụ giải trí chơi game với ạ. Em cảm ơn ạ. Trong tầm 30 củ nếu mà nói đẹp thì anh nghĩ là chắc là không có đối thủ nào ngoài chiếc XPS 9560. 9560 được trang bị công nghệ màn hình Infinity tràn viền, và bản cao nhất của nó còn trang bị 4K có thêm tính năng màn hình cảm ứng. Con này thì màn hình thì anh nói được là không có đối thủ. Rất là đẹp, và em có thể xem phim, lướt web hoặc thậm chí có thể chơi game. Máy được trang bị một vi xử lý đó là i7-7700HQ, RAM có thể nhận tối đa đó là 32GB, ổ cứng tốc độ LVMe rất cao luôn. Và đặc biệt máy sử dụng cả màn hình Serie 10 GTX 1050, có thể chơi game và làm đồ họa. Và chiếc máy có trọng lượng là 2kg. Ngoài ra nếu mà màn hình tràn viền thì có các đối thủ, ví dụ như là các dòng gaming cũng như các dòng máy mà đồ họa thì hiện nay cũng có được trang bị như này. Nhưng nếu mà tính cơ động thì anh nghĩ là màn hình đẹp thì con 9560 là ngon nhất. Ngoài phân khúc này ra còn có một nữa là con Precision 5520. 5520 thì em phải đầu tư khoảng tầm 35 triệu mới mua được con máy ngon. Ngoài ở phân khúc thấp hơn thì đó là con Precision 5510. Chiếc máy này được trang bị cả màn hình chuyên cho đồ họa, cũng sử dụng rất tốt, đó là con ROM 1000. Thì em chú ý, em cân nhắc các sự lựa chọn của em. Và đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của số ngày hôm nay. Cũng rất mong được cái sự đóng góp của các bạn bất kỳ một cái chương trình bọn mình ra. Thưa các bạn, là mình hiện nay thì mình đang sản xuất 5 team cho cái chương trình của kênh công nghệ TND. Và hiện giờ thì cái mục đích của mình là cuối năm 2019 thì mình sẽ sử dụng chủ yếu là 5 team này thôi. Mong các bạn ủng hộ. Đó là cái chương trình trả lời hàng ngày như này, thứ hai ngày một số. Và thứ hai là chương trình tháo lắp máy. Chương trình thứ ba nó là chương trình các bạn thấy rồi, đó là đánh giá các dòng sản phẩm. Và chương trình thứ tư thì các bạn thấy là bọn mình hay làm các bài tư vấn về cái dòng máy như làm sao cho nó hợp lý. Và cuối cùng đó là cái team mà mình sản xuất hài. Thực ra sản xuất hài đây thì mình chỉ muốn là cái kênh của mình thì anh em nó vui vẻ, bớt khô cứng hơn thôi. Ngoài ra không vì mục đích gì cả. Anh em mình thì không phải là diễn viên, mà bọn mình không có đào tạo về sân khấu điện ảnh. Còn nếu các bạn mà không thích thì anh em cứ ra ngoài thoải mái, nhưng đừng comment gạch đá mà nó khó chịu, không mất cái gì đâu. Còn đây là bọn mình sản xuất ra là hoàn toàn miễn phí, và nếu mà được sự đóng góp tích cực của các bạn thì là cái động lực để cho anh em mình sản xuất đưa ra những cái chương trình nó hay hơn. Còn ở đây thì ai cũng thế thôi, mỗi người một công việc, và chúng ta đi làm thì đều vì mục đích miếng cơm manh áo. Mong mọi người ủng hộ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của Su Công Nghệ TD nếu như thấy video này hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.